Fan hâm mộ lên tiếng về drama tên Lâm Vlog trong thời gian qua, những bài viết có nội dung như sau, lần đầu tiên trong đời mình thấy một drama nó kết thúc nhanh đến như vậy. Vị chính thức rời khỏi tim và đi theo con đường tài xỉu cùng tim Mai Trọng Nghĩa, anh Lâm cho lương 7, 8 triệu, chưa tính tiền thưởng, như thế còn chê nữa giống y hệt cu tí 12 hồi xưa rồi còn lên phúc anh Lâm nửa mặt bị môi tôi cảm thấy may mắn khi cu tú có một vụ bị bắt gì ý may mà về xin lỗi và quay lại tim được, nếu tôi được vào làm thì lương 3, 4 triệu tôi cũng nhận nữa vì tôi làm vì đam mê làm nhiều được nhiều làm ít được ít. Trong tim tôi thấy người có thể trung thành lâu nhất với anh Lâm chỉ có ân với Toàn, thương không tính vì anh ấy là em ruột của anh Lâm, một bạn fan khác cũng lên tiếng, tớ nghe like hôm qua là lương Bảy, 5 TR. Chưa tính tiền thưởng chuyên cần là bình quân tháng mười mấy triệu. Chưa tính tiền thắng giải không lẽ tháng ra nhiều clip thắng giải lần 10 cũ tại nó lười không tham gia game thôi. Hai ba năm anh Lâm nghỉ hưu có hứa chia bớt kênh cho anh em có khả năng lập nghiệp. Mấy em còn nhỏ nghĩ cái lợi trước mắt mà không nghĩ lâu dài. Lính lắp gần 20 người chưa tính một clip dựng lên làm trên cả chục triệu chi phí này kia nó tưởng bấm máy lên cái quay liền ngay từ đâu thấy lương trẻ chê thì đừng làm hợp đồng thời gian biết quay tí rồi chê mắt trẻ tách ra làm riêng không nghĩ lúc trước ai cưu mang mình khi mình chả được thành tựu gì ngoài xã hội giờ ra làm riêng rồi lên phúc người ta thà im lặng nghĩ cũng được thì không ai chỉ trích bạn đâu